quan cảnh nhà thờ Dầu Tiếng đang chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh. Đây là sảnh phía trước của nhà thờ Dầu Tiếng, phía bên này là hang đá. Rồi kế tiếp bên này là phòng hát của khu 60. Và đây là cánh cổng ở cửa bước vào cổng chính của nhà thờ Dầu Tiếng. Cổng bên hông và bên kia đường là nhà máy nước của giáo xứ Dầu Tiếng cung cấp cho tất cả những người dân trong giáo xứ Dầu Tiếng. Và đây là đài Đức Mẹ, cổng chào. Đây là nhà xứ cổng chào mừng Chúa Giáng Sinh. Chị Thư cười.